Xin chào tất cả các khán giả thân mến. Đôi khi, chúng ta cần những lời gợi ý và khám phá những cách tiếp cận mới để tạo nên một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. Chúng tôi hy vọng những ý tưởng này sẽ truyền cảm hứng và giúp các bạn tạo nên một cuộc đời đẹp như mơ. Hãy luôn tin tưởng vào khả năng của chính mình và không ngừng nỗ lực để đạt được ước mơ và mục tiêu trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy cùng nhau khám phá và xây dựng cuộc sống tươi đẹp. 20 ý tưởng để có một cuộc đời đẹp như mơ. 1. Tìm hiểu về bản thân và nhận ra mục tiêu của mình trong cuộc sống. Tìm hiểu về bản thân là một quá trình quan trọng để có thể hiểu rõ bản thân mình hơn. Nhận ra những điểm mạnh và yếu của bản thân, những thứ mà ta thực sự quan tâm và ưa thích, cũng như những giá trị quan trọng trong cuộc sống của mình. Qua đó, chúng ta có thể xác định được mục tiêu của mình và đi đến nó một cách có hệ thống và tự tin. Khi ta có một mục tiêu trong cuộc sống, ta sẽ có được sự tập trung và quyết tâm để đạt được nó. Mục tiêu sẽ giúp ta hướng đến một tương lai tươi sáng, tránh xa những mơ hồ và bất định. Ta sẽ dễ dàng định hình được một kế hoạch hành động và cố gắng thực hiện nó bằng cách tận dụng những cơ hội và khắc phục những thử thách trên đường đi. Việc tìm hiểu về bản thân và nhận ra mục tiêu của mình không chỉ giúp ta có được sự hướng đi rõ ràng, mà còn giúp ta cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn về cuộc sống của mình. Ta sẽ có cảm giác rõ ràng và tự tin hơn khi đạt được mục tiêu mà ta đã đặt ra. Đó là một cảm giác thật sự tuyệt vời. Chính vì vậy, hãy bắt đầu tìm hiểu về bản thân và định hình mục tiêu của mình ngay từ bây giờ để có được cuộc sống ý nghĩa và đáng sống. 2. Thực hiện những điều mình yêu thích và có đam mê. Thực hiện những điều mình yêu thích và có đam mê là một trong những cách để sống cuộc đời trọn vẹn và đáng nhớ. Khi ta làm những việc mà mình thích, ta sẽ có cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn, đồng thời cũng tăng động lực và niềm đam mê trong công việc và cuộc sống. Nếu bạn có đam mê với nghệ thuật, hãy dành thời gian để tập luyện và sáng tạo. Nếu bạn yêu thích thể thao, hãy tham gia các hoạt động và trải nghiệm mới. Nếu bạn đam mê du lịch, hãy khám phá những nơi mới và trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau. Bất kỳ điều gì mà bạn yêu thích và có đam mê, hãy dành thời gian để thực hiện nó. Việc thực hiện những điều mà mình yêu thích và có đam mê không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân mà còn có thể truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Bạn có thể trở thành một nguồn cảm hứng cho những người có cùng sở thích và đam mê, giúp họ tìm được định hướng trong cuộc sống và tìm được niềm đam mê của mình. Hãy luôn giữ đam mê và tình yêu với những gì bạn làm, để cuộc đời của bạn trở nên trọn vẹn và đáng nhớ. 3. Học tập và phát triển bản thân mỗi ngày. Học tập và phát triển bản thân mỗi ngày là một trong những chìa khóa để có một cuộc sống thành công và đáng nhớ. Bằng cách học tập, ta có thể tích lũy kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm mới, từ đó giúp mình trở nên thông thái hơn, tự tin hơn và sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Có nhiều cách để học tập và phát triển bản thân, từ việc đọc sách, tham gia các khóa học và tập huấn, đến việc tìm kiếm mentor hay những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà ta quan tâm và học hỏi từ họ. Hơn nữa, học tập và phát triển bản thân không chỉ giúp ta trở nên thành công hơn mà còn giúp ta thay đổi cách suy nghĩ và quan điểm của mình. Khi ta không ngừng học tập và khám phá những điều mới, ta sẽ có cái nhìn rộng hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn và trở nên linh hoạt hơn trong việc giải quyết các vấn đề. Cuộc đời là một hành trình không ngừng nghỉ, và học tập và phát triển bản thân mỗi ngày là một trong những cách để ta trở nên tốt hơn và sống cuộc đời đáng nhớ hơn. Hãy dành thời gian mỗi ngày để học tập và phát triển bản thân, và bạn sẽ thấy sự tiến bộ của mình theo từng ngày. 4. Xây dựng mối quan hệ tốt với gia đình và bạn bè. Xây dựng mối quan hệ tốt với gia đình và bạn bè là một trong những yếu tố quan trọng để có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Gia đình và bạn bè là những người luôn đồng hành, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những khó khăn trong cuộc sống. Khi ta có một mối quan hệ tốt với gia đình và bạn bè, ta sẽ có sự ủng hộ và cổ vũ từ họ trong những thời điểm khó khăn. Đồng thời cũng có nơi để trở về và chia sẻ niềm vui trong những lúc thành công. Mối quan hệ này cũng giúp ta học hỏi từ những người xung quanh,
trao đổi kinh nghiệm và tìm ra giải pháp cho các vấn đề trong cuộc sống. Để xây dựng một mối quan hệ tốt với gia đình và bạn bè, ta cần dành thời gian để chăm sóc và gắn bó với họ. Thường xuyên tạo cơ hội để gặp gỡ, chia sẻ và tạo niềm vui cho nhau. Ngoài ra, cần lắng nghe và đồng cảm với họ, giúp đỡ và hỗ trợ trong những thời điểm khó khăn. Cuộc sống có thể đầy những thử thách, nhưng nếu có một mối quan hệ tốt với gia đình và bạn bè, ta sẽ luôn có sự ủng hộ và hướng dẫn để vượt qua mọi khó khăn. Hãy tận dụng thời gian để xây dựng mối quan hệ tốt với những người xung quanh và bạn sẽ có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn. 5. Sống tích cực và tìm kiếm niềm vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Sống tích cực và tìm kiếm niềm vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống là một cách để tận hưởng cuộc sống và truyền cảm hứng cho bản thân và những người xung quanh. Bằng cách lựa chọn cách nhìn và cảm nhận tích cực, ta có thể thay đổi tư duy và tạo ra một tác động tích cực đối với cuộc sống của mình. Một trong những cách để sống tích cực là tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Điều này có thể là những thành tựu nhỏ, những trải nghiệm mới hay những mối quan hệ tốt đẹp mà ta có. Thay vì tập trung vào những khía cạnh tiêu cực, hãy tìm những điểm sáng và niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, hãy cảm nhận và trân trọng những khoảnh khắc đơn giản như bình minh, một buổi tối tuyệt vời, tiếng cười của người thân yêu hoặc những giây phút thư giãn một mình. Hãy tạo không gian để thưởng thức và tận hưởng những điều nhỏ nhặt này, vì đôi khi chúng mới thực sự là những khoảnh khắc đáng quý nhất trong cuộc sống. Hơn nữa, tìm kiếm niềm vui và cảm giác hạnh phúc trong việc giúp đỡ người khác. Từ việc tạo niềm vui cho người thân yêu, đến việc tham gia các hoạt động từ thiện, những hành động nhỏ này sẽ mang lại niềm hạnh phúc và tạo ra một tác động tích cực trong xã hội. Cuộc sống có những thử thách và khó khăn, nhưng bằng cách sống tích cực và tìm kiếm niềm vui trong từng khoảnh khắc, ta có thể biến những khó khăn thành cơ hội và trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn. Hãy sống tích cực và tận hưởng mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, và bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên sáng sủa và ý nghĩa hơn. 6. Thử thách bản thân và trải nghiệm những điều mới mẻ. Thử thách bản thân và trải nghiệm những điều mới mẻ là một cách tuyệt vời để phát triển và trải nghiệm cuộc sống đầy màu sắc. Khi ta đặt mình vào những tình huống mới, ta có cơ hội mở rộng kiến thức, khám phá tiềm năng của bản thân và phát triển những kỹ năng mới. Thử thách bản thân có thể bao gồm việc học một kỹ năng mới, tham gia một khóa học hoặc thử sức với một dự án mạo hiểm. Điều quan trọng là không sợ thất bại và luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách. Mỗi lần vượt qua một thử thách, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và tự tin hơn trong việc đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Cùng với việc thử thách bản thân, hãy tạo cơ hội để trải nghiệm những điều mới mẻ. Đi du lịch đến một nơi chưa từng đến, tham gia một hoạt động ngoại khóa, thử một môn thể thao mới hoặc khám phá một nền văn hóa khác. Bằng cách mở rộng lĩnh vực và trải nghiệm mới, ta sẽ không chỉ khám phá những thú vị mới mà còn mở rộng nhận thức và hiểu biết về thế giới xung quanh. Thử thách bản thân và trải nghiệm những điều mới mẻ không chỉ giúp ta phát triển và trưởng thành, mà còn đem lại những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ. Đừng sợ thay đổi và hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Cuộc sống rực rỡ hơn khi ta đối mặt với thử thách và trải nghiệm những điều mới mẻ. 7. Thường xuyên tập thể dục và chăm sóc sức khỏe của mình. Thường xuyên tập thể dục và chăm sóc sức khỏe là một phần quan trọng của cuộc sống lành mạnh và có sự cân bằng. Bằng cách đầu tư thời gian và nỗ lực vào việc tập thể dục và chăm sóc sức khỏe của mình, ta có thể đạt được sức khỏe tốt hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tập thể dục đều đặn giúp tăng cường sức mạnh và sự linh hoạt của cơ thể, cải thiện sức bền và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, tiểu đường và béo phì. Đồng thời, tập thể dục cũng giúp giảm căng thẳng và lo lắng, cải thiện tâm trạng và giúp ta cảm thấy tự tin hơn về ngoại hình của mình. Chăm sóc sức khỏe cũng bao gồm việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh, đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể. Ngoài ra, việc giữ cho mình đủ giấc ngủ và quản lý cân nặng là những yếu tố quan trọng khác để duy trì sức khỏe tốt. Để duy trì thói quen tập thể dục và chăm sóc sức khỏe, hãy lựa chọn các hoạt động mà bạn thích và có thể thực hiện thường xuyên.
bạn có thể tham gia câu lạc bộ thể dục, chạy bộ, đi bơi, tập yoga hay tham gia các lớp thể dục nhóm. Đồng thời, tạo một lịch trình hợp lý và cam kết thực hiện nó để duy trì sự kiên nhẫn và đạt được kết quả tốt nhất. Dưỡng sống lành mạnh và chăm sóc sức khỏe của mình là đầu tư quan trọng cho tương lai. Hãy lựa chọn một lối sống tích cực và thường xuyên chăm sóc bản thân để có cuộc sống khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. 8. Học cách quản lý tài chính và đầu tư cho tương lai. Học cách quản lý tài chính và đầu tư là một kỹ năng quan trọng để xây dựng một tương lai tài chính ổn định và đáng mơ ước. Bằng cách hiểu về cách quản lý tiền bạc và đầu tư thông minh, ta có thể tạo ra nguồn thu nhập, tích lũy tài sản và đảm bảo một cuộc sống tài chính ổn định. Để quản lý tài chính tốt, hãy bắt đầu bằng việc xây dựng một ngân sách cá nhân. Xác định và ghi lại thu nhập hàng tháng và các chi tiêu. Tìm cách tiết kiệm và đầu tư một phần thu nhập để tạo dựng quỹ dự trữ và đầu tư cho tương lai. Hãy tìm hiểu về các công cụ và phương pháp đầu tư khác nhau như cổ phiếu, quỹ đầu tư, bất động sản hoặc tiền điện tử. Tìm hiểu về rủi ro và lợi ích của từng loại đầu tư và định rõ mục tiêu đầu tư của mình để xây dựng một chiến lược đầu tư phù hợp. Đồng thời, hãy phát triển thói quen tiết kiệm và tránh tiêu xài quá mức. Tìm hiểu về các phương pháp tiết kiệm và cách tạo dựng quỹ dự trữ nhưng đồng thời không quên tận hưởng cuộc sống và đầu tư vào những trải nghiệm có giá trị. Ngoài ra, hãy thường xuyên theo dõi và đánh giá tình hình tài chính của mình. Xem xét lại kế hoạch đầu tư và điều chỉnh khi cần thiết. Hãy tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia hoặc chuyên gia tài chính để hỗ trợ trong quá trình quản lý tài chính và đầu tư. Bằng cách học cách quản lý tài chính và đầu tư cho tương lai, ta có thể tạo ra cơ hội tài chính và an toàn tài chính trong tương lai. Đây là một sự đầu tư quan trọng cho cuộc sống của chúng ta và giúp chúng ta đạt được những mục tiêu tài chính trong cuộc sống. 9. Tìm kiếm công việc mà mình đam mê và yêu thích. Tìm kiếm công việc mà mình đam mê và yêu thích là một yếu tố quan trọng để có một cuộc sống đáng sống và thỏa mãn. Khi ta làm việc trong lĩnh vực mà mình đam mê, ta sẽ cảm thấy hài lòng, tràn đầy năng lượng và có động lực để phát triển bản thân. Để tìm kiếm công việc mà mình đam mê, hãy bắt đầu bằng việc tự tìm hiểu về bản thân. Xác định những sở thích, kỹ năng và giá trị của mình. Hãy suy nghĩ về những hoạt động mà bạn thích và cảm thấy hứng thú và xem xét làm cách nào bạn có thể ứng dụng những sở thích đó vào công việc. Tiếp theo, nghiên cứu về các lĩnh vực hoặc ngành nghề mà bạn quan tâm. Tìm hiểu về các công việc và vai trò trong ngành đó, yêu cầu và kỹ năng cần thiết. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan và định hình mục tiêu nghề nghiệp của mình. Hãy sẵn sàng để thử nghiệm và khám phá. Có thể bạn sẽ cần bắt đầu từ những công việc nhỏ hoặc thực tập để tích lũy kinh nghiệm và xác định được điều gì thực sự phù hợp với bạn. Đừng ngại thay đổi và tìm kiếm cơ hội mới. Giao tiếp và kết nối với người khác trong lĩnh vực bạn quan tâm. Tham gia vào cộng đồng chuyên ngành, tham dự hội thảo, sự kiện hoặc mạng lưới. Đây là cách tốt nhất để tìm hiểu thêm về ngành nghề, mở rộng mạng lưới quan hệ và có cơ hội nhận được thông tin về các cơ hội việc làm. Cuối cùng, hãy kiên trì và không ngừng tìm kiếm. Việc tìm công việc mà mình đam mê và yêu thích có thể không dễ dàng. Nhưng hãy tin tưởng vào sự đam mê của bạn và không bỏ cuộc. Luôn nỗ lực, liên tục cải thiện kỹ năng và định hướng sự phát triển của bản thân. 10. Tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống bằng cách giúp đỡ người khác. Tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống bằng cách giúp đỡ người khác là một hành động cao quý và có thể mang lại sự hài lòng và sự thỏa mãn sâu sắc. Khi ta dành thời gian và năng lượng để hỗ trợ, chia sẻ và làm điều tốt cho người khác, ta không chỉ góp phần vào sự phát triển của cộng đồng mà còn truyền cảm hứng và tạo động lực cho chính bản thân. Giúp đỡ người khác có thể mang nhiều hình thức khác nhau, từ việc cống hiến thời gian và tài nguyên cá nhân cho các tổ chức từ thiện, tham gia vào các hoạt động xã hội, đến việc tạo cơ hội cho người khác để phát triển và thành công. Điều quan trọng là hướng đến những hành động nhỏ và ý nghĩa mà có thể tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của người khác. Khi giúp đỡ người khác,
ta cũng đang xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và tạo cộng đồng hỗ trợ xung quanh mình. Ta có thể trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển và đạt được mục tiêu chung. Bên cạnh đó, việc giúp đỡ người khác còn giúp ta có cái nhìn rộng hơn về thế giới và những vấn đề xã hội. Ta có thể hiểu rõ hơn về những khó khăn mà người khác đang phải đối mặt và cảm nhận sự tác động tích cực của những hành động nhỏ trong cuộc sống của họ. Cuối cùng, giúp đỡ người khác không chỉ là một hành động tốt mà còn mang lại ý nghĩa sâu sắc cho cuộc sống của chúng ta. Khi ta đóng góp vào sự phát triển và hạnh phúc của người khác, ta cảm nhận được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và nhận thấy rằng chúng ta là một phần quan trọng của một cộng đồng lớn hơn. Hãy nhớ rằng công việc mà ta đam mê không chỉ làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn mà còn giúp ta phát triển và thành công trong lĩnh vực mình lựa chọn. 11. Đi du lịch và khám phá những vùng đất mới. Đi du lịch và khám phá những vùng đất mới là một cách tuyệt vời để mở rộng kiến thức, trải nghiệm văn hóa đa dạng và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Khi ta khám phá những vùng đất mới, ta mở rộng tầm nhìn, khám phá những điều mới mẻ và trở nên giàu trải nghiệm hơn. Du lịch giúp ta hiểu rõ hơn về thế giới và những nền văn hóa khác nhau. Từ việc thưởng thức ẩm thực địa phương, tham quan các danh lam thắng cảnh, đến tương tác với người dân địa phương, chúng ta có cơ hội học hỏi và trải nghiệm sự đa dạng và sự phong phú của thế giới. Khám phá những vùng đất mới cũng giúp ta mở rộng tư duy và sự sáng tạo. Mỗi nơi mà ta đến đều mang đến những cảm hứng mới, từ kiến trúc độc đáo đến thiên nhiên tuyệt đẹp. Những trải nghiệm này có thể kích thích trí tưởng tượng và khơi gợi ý tưởng mới cho cuộc sống và công việc của chúng ta. Bên cạnh đó, du lịch còn giúp ta thư giãn và tái tạo năng lượng. Khi ta thoát khỏi môi trường hàng ngày, ta có cơ hội thư giãn, tận hưởng không gian mới và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Đi du lịch cùng gia đình, bạn bè hoặc người thân cũng tạo ra những kỷ niệm đáng trân trọng và tạo thêm sự gắn kết. Hãy dành thời gian để khám phá những vùng đất mới, không chỉ trong và ngoài nước. Bạn có thể chọn những điểm đến mà bạn luôn mơ ước hoặc thử một nơi hoàn toàn mới. Hãy mở rộng tầm nhìn và tận hưởng cuộc sống thông qua việc khám phá và trải nghiệm những vùng đất mới. Mở rộng tầm nhìn và tận hưởng cuộc sống thông qua việc khám phá và trải nghiệm những vùng đất mới. 12. Học cách tha thứ và giải quyết xung đột. Học cách tha thứ và giải quyết xung đột là một yếu tố quan trọng để có một cuộc sống bình an và gắn kết. Khi ta biết tha thứ và xử lý xung đột một cách hiệu quả, ta có thể giữ được mối quan hệ tốt với người khác và tạo ra môi trường hòa bình trong cuộc sống. Tha thứ là quá trình giải phóng bản thân khỏi sự oan trái, tổn thương và sự giận dữ. Để tha thứ, hãy bắt đầu bằng việc chấp nhận cảm xúc của mình và hiểu rõ rằng tha thứ không có nghĩa là quên đi những gì đã xảy ra, mà là đồng ý để tâm trí và trái tim được tự do và hạnh phúc hơn. Hãy lắng nghe và hiểu lập trường của người khác và cố gắng đặt mình vào vị trí của họ. Để giải quyết xung đột, quan trọng nhất là mở cuộc đối thoại và lắng nghe nhau. Hãy thể hiện sự tôn trọng và không đánh giá tiên đoán ngay từ đầu. Để tìm hiểu nguyên nhân và tìm ra giải pháp, hãy thảo luận một cách xây dựng và tìm những điểm chung trong quan điểm và lợi ích chung. Nếu cần, hãy xin lỗi và chấp nhận trách nhiệm của mình trong xung đột. Hãy tìm kiếm giúp đỡ từ bên ngoài nếu cần thiết. Đôi khi, một người thứ ba như một người trung gian hoặc một nhà tư vấn có thể giúp ta có cái nhìn khách quan hơn và giúp giải quyết xung đột một cách công bằng và xây dựng. Cuối cùng, hãy nhớ rằng qua quá trình tha thứ và giải quyết xung đột, ta đang tạo cơ hội cho sự phát triển cá nhân và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Điều này giúp ta sống một cuộc sống tự do từ sự căng thẳng và giữ cho trái tim mình tràn đầy hòa bình và yêu thương. 13. Chăm sóc và nuôi dưỡng tình yêu trong mối quan hệ. Chăm sóc và nuôi dưỡng tình yêu trong mối quan hệ là một quá trình liên tục và quan trọng để duy trì sự gắn kết và hạnh phúc. Bằng cách đầu tư thời gian, nỗ lực và sự quan tâm vào mối quan hệ của bạn, ta có thể xây dựng một tình yêu sâu đậm và bền vững. Hãy tạo cơ hội để tận hưởng thời gian bên nhau và gắn kết tình yêu. Dành thời gian để trò chuyện, chia sẻ và lắng nghe nhau.
tạo những kỷ niệm đặc biệt bằng cách đi chơi, xem phim hoặc thực hiện những hoạt động mà cả hai bạn thích. Điều này giúp tạo ra sự gắn kết và tăng cường mối quan hệ. Hãy trao đổi lòng tôn trọng và sự quan tâm. Tôn trọng lẫn nhau và biểu đạt tình yêu và sự động viên một cách chân thành. Hãy lắng nghe và thấu hiểu những nhu cầu và mong muốn của đối tác và cùng nhau tạo ra một môi trường yêu thương và chia sẻ. Quan trọng nhất, hãy làm việc cùng nhau để giải quyết mâu thuẫn và khó khăn. Đối mặt với những thách thức và xung đột là một phần không thể thiếu trong mỗi mối quan hệ. Hãy học cách lắng nghe và thể hiện cảm xúc một cách không gian dối và tìm kiếm giải pháp chung mà cả hai bạn đều hài lòng. Cuối cùng, không quên thể hiện tình yêu và lòng biết ơn hàng ngày. Chia sẻ những lời khen ngợi, những hành động nhỏ yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Nhớ rằng tình yêu cần được nuôi dưỡng và chăm sóc để trường tồn và phát triển. Chăm sóc và nuôi dưỡng tình yêu trong mối quan hệ là quá trình không ngừng. Bằng cách đầu tư và đồng hành cùng nhau, ta có thể xây dựng một mối quan hệ bền vững, tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. 14. Đọc sách và học hỏi từ những người thành công. Đọc sách và học hỏi từ những người thành công là một cách tuyệt vời để mở rộng kiến thức, truyền cảm hứng và phát triển bản thân. Thông qua việc tiếp cận với những tác phẩm văn học, sách tự truyện và tài liệu từ những người thành công, ta có thể học được những bài học quý giá và áp dụng chúng vào cuộc sống và sự nghiệp của mình. Bằng cách đọc sách, ta có thể tiếp cận với suy nghĩ và tri thức của những người thành công. Từ những cuốn sách kinh doanh và lãnh đạo đến sách phát triển cá nhân và tự truyện, ta có thể học hỏi về cách làm việc thông minh, xây dựng mục tiêu, vượt qua khó khăn và thành công trong cuộc sống. Ngoài việc đọc sách, hãy tìm cách học hỏi từ những người thành công xung quanh bạn. Tìm kiếm cơ hội để tham dự hội thảo, buổi nói chuyện hoặc những sự kiện mà những người thành công tham gia. Nghe những chia sẻ, câu chuyện và kinh nghiệm của họ và hãy lắng nghe và học hỏi từ những thành công và thất bại của họ. Hãy xem việc học hỏi từ những người thành công như một quá trình liên tục và đa dạng. Không chỉ học hỏi từ thành công trong lĩnh vực công việc mà còn từ thành công trong cuộc sống gia đình, sự cân bằng công việc, cuộc sống và các lĩnh vực khác. Điều này giúp ta có cái nhìn tổng thể và đa chiều về sự thành công và hạnh phúc. Quan trọng nhất, hãy áp dụng những bài học và kiến thức mà ta học được vào cuộc sống thực. Hãy thử áp dụng những phương pháp, quy tắc và nguyên tắc từ những người thành công vào công việc, quan hệ và mục tiêu cá nhân của mình. Điều này giúp ta không chỉ học hỏi mà còn phát triển và tiến bộ. Đọc sách và học hỏi từ những người thành công là một công cụ mạnh mẽ để mở rộng kiến thức và truyền cảm hứng. Hãy luôn tìm kiếm cơ hội để học hỏi và lấy cảm hứng từ những người thành công và áp dụng những bài học đó vào cuộc sống của mình. 15. Tập trung vào những điều tích cực và bỏ qua những điều tiêu cực. Tập trung vào những điều tích cực và bỏ qua những điều tiêu cực là một cách mạnh mẽ để mang lại sự hạnh phúc và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Khi ta hướng tâm trí và tâm hồn vào những điều tích cực, ta tạo ra một tư duy và cảm xúc tích cực, giúp ta vượt qua khó khăn và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Đầu tiên, hãy chú ý và đánh giá lại những suy nghĩ và tư duy của mình. Lắng nghe ý thức và nhận ra những suy nghĩ tiêu cực. Khi nhận ra chúng, ta có thể thay đổi và thay thế chúng bằng những suy nghĩ tích cực. Hãy tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, sự thành công, sự đổi mới và tiến bộ. Hãy tạo ra một môi trường tích cực xung quanh mình. Xác định và tránh những nguồn cảm hứng tiêu cực như tin tức tiêu cực, môi trường không lành mạnh và những người tiêu cực. Thay vào đó, hãy tìm kiếm những nguồn cảm hứng tích cực như sách, bài viết, podcast, video hoặc những người bạn tích cực. Gắn kết với những người có tư duy tích cực để cùng nhau xây dựng một môi trường hỗ trợ và động lực. Hãy tập trung vào việc trân trọng và biểu đạt lòng biết ơn. Hãy tìm thấy những điều tích cực và đáng trân trọng trong cuộc sống hàng ngày và biểu đạt lòng biết ơn với những điều đó. Ghi chú lại những điều tích cực mỗi ngày hoặc tham gia vào việc thực hiện lễ kỷ niệm và cảm ơn. Bằng cách thực hiện điều này, ta truyền đi một thông điệp tích cực và tạo ra một tâm trạng tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Cuối cùng, hãy hướng tới mục tiêu và tập trung vào việc phát triển bản thân.
đặt mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được chúng. Hãy tập trung vào những bước tiến tích cực và những thành công nhỏ trên con đường phát triển cá nhân. Bằng cách làm việc cho mục tiêu của mình, ta tạo ra một tư duy và tình thế tích cực để thúc đẩy sự tiến bộ và thành công. Tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống giúp ta tận hưởng mọi khoảnh khắc và tạo ra sự tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Bằng cách chủ động lựa chọn tư duy và tập trung, ta có thể tạo ra một cuộc sống đáng yêu và đáng sống. 16. Học cách sống hiện tại và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Học cách sống hiện tại và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống là một nhiệm vụ quan trọng để trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn và hạnh phúc. Khi ta sống trong hiện tại, ta đánh giá cao và tận hưởng những khoảnh khắc đáng quý và không để những lo lắng về quá khứ hoặc tương lai che phủ niềm vui và hạnh phúc của chúng ta. Để sống hiện tại, hãy tạo ra sự chú ý và tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh mình. Hãy lắng nghe âm thanh, cảm nhận mùi hương, thưởng thức hương vị và quan sát vẻ đẹp của những khoảnh khắc hàng ngày. Điều này giúp ta tránh việc lướt qua cuộc sống mà không thực sự tận hưởng những điều tuyệt vời xảy ra xung quanh. Hãy tạo ra một thực hành thiền và giảm căng thẳng để trở nên nhạy bén hơn với hiện tại. Thiền và những kỹ thuật như yoga, giảm căng thẳng và thể dục tập trung giúp ta giải phóng suy nghĩ và loại bỏ tình trạng bận rộn trong tâm trí. Điều này tạo ra không gian để ta sống trong hiện tại và thấy rõ hơn những niềm vui và sự tận hưởng trong cuộc sống. Hãy đặt mục tiêu và tận hưởng quá trình chứ không chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu cuối cùng, hãy tận hưởng hành trình và quá trình đạt được mục tiêu. Tận hưởng và trân trọng những bước tiến nhỏ, những học hỏi và sự phát triển cá nhân trên con đường đến mục tiêu của bạn. Cuối cùng, hãy thực hiện các hoạt động và tạo ra thời gian cho những sở thích và sự thú vị của bạn. Hãy tận hưởng những hoạt động mà bạn yêu thích, tham gia vào các sự kiện và trải nghiệm mới và tạo ra thời gian cho gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Điều này giúp ta tận hưởng cuộc sống và đáp ứng sự hài lòng và hạnh phúc trong mỗi khoảnh khắc. Học cách sống hiện tại và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự chú ý và thực hành. Bằng cách trải nghiệm cuộc sống một cách tỉnh thức và tận hưởng mọi khoảnh khắc, ta tạo ra sự thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. 17. Tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống bằng cách thực hiện những điều tốt đẹp. Tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống bằng cách thực hiện những điều tốt đẹp là một cách mạnh mẽ để mang lại sự hài lòng và hạnh phúc. Khi ta đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và làm điều tốt cho người khác, ta không chỉ tạo ra ý nghĩa đích thực mà còn tạo lập một cuộc sống đáng sống và mang lại niềm vui cho chính bản thân. Hãy tìm kiếm những cơ hội để giúp đỡ người khác và làm điều tốt cho cộng đồng. Tham gia vào các hoạt động từ thiện, tổ chức các sự kiện từ thiện hoặc tham gia vào các tổ chức xã hội. Bằng cách làm điều tốt cho người khác, ta tạo ra sự lan tỏa yêu thương và sự kết nối với cộng đồng xung quanh. Hãy tạo ra những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, chúc tụng, động viên và giúp đỡ người khác. Hãy chăm sóc và tạo ra sự hỗ trợ cho những người xung quanh mình. Những hành động nhỏ này có thể làm thay đổi tích cực và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của người khác. Hãy tạo ra sự đồng cảm và cảm thông đối với người khác. Hãy lắng nghe và hiểu rõ vấn đề, khó khăn và niềm đau của người khác. Cố gắng đặt mình vào vị trí của họ và tìm cách hỗ trợ và chia sẻ khó khăn cùng họ. Bằng cách tạo ra sự kết nối và đồng cảm, ta mang lại sự ý nghĩa và sự hỗ trợ tới người khác. Hãy tạo ra sự hài lòng và niềm vui trong bản thân bằng cách thực hiện những điều mà ta yêu thích và có đam mê. Tìm kiếm sở thích, sự nhiệt huyết và niềm đam mê trong cuộc sống và dành thời gian và nỗ lực để theo đuổi chúng. Khi ta làm những điều mà ta yêu thích, ta mang lại niềm vui và ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của mình. Tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống bằng cách thực hiện những điều tốt đẹp đòi hỏi sự tập trung và thực hành. Khi ta đóng góp cho cộng đồng, chăm sóc người khác và làm những điều mà ta yêu thích, ta tạo ra một cuộc sống đáng yêu và tràn đầy ý nghĩa. 18. Trân trọng những người thân yêu và biểu hiện tình cảm của mình đối với họ. Trân trọng những người thân yêu và biểu hiện tình cảm của mình đối với họ là một cách quan trọng để xây dựng và duy trì mối quan hệ đáng quý.
Khi ta thể hiện lòng biết ơn, yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh, ta tạo ra sự kết nối, sự gắn kết và sự hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy thể hiện lòng biết ơn và quan tâm mỗi ngày. Dành thời gian để chia sẻ những lời cảm ơn và biểu đạt sự quan tâm đến những người thân yêu. Đôi khi, chỉ một lời cảm ơn đơn giản, một nụ cười hoặc một cái ôm có thể làm người khác cảm thấy đáng quý và được yêu thương. Hãy lắng nghe và chia sẻ. Hãy tạo cơ hội để lắng nghe những suy nghĩ, cảm xúc và khó khăn của người thân yêu. Đồng thời, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và những trải nghiệm của bản thân. Sự chia sẻ và lắng nghe này giúp tạo ra sự hiểu biết và kết nối sâu sắc hơn với nhau. Hãy dành thời gian và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau. Tham gia vào những hoạt động và sự kiện chung, đi du lịch hoặc đơn giản là dành thời gian bên nhau trong cuộc sống hàng ngày. Những kỷ niệm và thời gian chất lượng này giúp tạo ra những liên kết sâu sắc và mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mỗi người trong gia đình và những người thân yêu. Hãy hỗ trợ và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Khi có những khó khăn và thách thức, hãy tạo sự đồng hành và hỗ trợ cho nhau. Sẵn lòng lắng nghe, cung cấp sự khích lệ và giúp đỡ trong những lúc cần thiết. Khi ta xây dựng một môi trường hỗ trợ và đồng lòng, ta tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ và yêu thương. Trân trọng những người thân yêu và biểu hiện tình cảm của mình đối với họ là quan trọng để tạo ra một môi trường gia đình và tình yêu tốt đẹp. Hãy dành thời gian và tâm huyết để chăm sóc và yêu thương những người xung quanh và tận hưởng những khoảnh khắc đáng quý bên cạnh nhau. 19. Tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống là một quá trình quan trọng để đảm bảo sự hài hòa, sức khỏe và hạnh phúc trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Khi ta tạo ra một sự cân bằng giữa công việc, gia đình, sức khỏe, tình yêu và sự phát triển cá nhân, ta tạo ra một cuộc sống trọn vẹn và thú vị. Hãy xác định và ưu tiên những phần quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Hãy xác định những lĩnh vực quan trọng như công việc, gia đình, sức khỏe, tình yêu, quan hệ xã hội và sự phát triển cá nhân. Điều này giúp bạn nhìn nhận rõ ràng về những gì thực sự quan trọng và tạo ra sự cân bằng trong việc phân chia thời gian và năng lượng. Hãy tạo ra lịch trình và kế hoạch hợp lý để phân bổ thời gian cho mỗi khía cạnh quan trọng trong cuộc sống. Lập một lịch trình hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng để cân nhắc và phân chia thời gian cho công việc, gia đình, sức khỏe, tình yêu và sự phát triển cá nhân. Đồng thời, hãy nhớ để lại thời gian cho sự thư giãn và nghỉ ngơi. Hãy học cách nói không và thiết lập giới hạn. Đôi khi, để tạo ra sự cân bằng, ta cần từ chối những yêu cầu không cần thiết và thiết lập giới hạn để bảo vệ thời gian và năng lượng của mình. Hãy hiểu rằng không phải mọi yêu cầu đều cần được đáp ứng và hãy tập trung vào những việc quan trọng nhất cho bạn. Hãy tạo thói quen chăm sóc sức khỏe và phát triển cá nhân. Để có sự cân bằng, hãy dành thời gian cho việc tập thể dục, ăn uống lành mạnh và thực hiện các hoạt động giảm căng thẳng như yoga hay thiền. Đồng thời, hãy đầu tư vào việc học hỏi, đọc sách, tham gia khóa học hoặc phát triển kỹ năng mới để phát triển bản thân và tận hưởng sự tiến bộ. Cuối cùng, hãy lắng nghe cảm giác của bản thân và tạo sự cân bằng linh hoạt. Mỗi ngày có thể đem lại những thay đổi và ưu tiên khác nhau. Hãy lắng nghe cơ thể và tâm trí của bạn và điều chỉnh để đảm bảo sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống. Tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự linh hoạt và cảm giác tốt về bản thân. Bằng cách tạo ra sự cân bằng giữa công việc, gia đình, sức khỏe, tình yêu và sự phát triển cá nhân, ta tạo ra một cuộc sống trọn vẹn và đáng sống. 20. Học cách đối diện với thất bại và học hỏi từ nó. Đối diện với thất bại là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển và học hỏi trong cuộc sống. Thất bại không chỉ là một thách thức mà còn là một cơ hội để chúng ta rút kinh nghiệm, trưởng thành và tiến bộ. Dưới đây là một số cách để học cách đối diện với thất bại và học hỏi từ nó. Chấp nhận thất bại. Đầu tiên, hãy chấp nhận thất bại là một phần tự nhiên của cuộc sống. Thất bại không phải là dấu hiệu của sự thất bại cá nhân, mà chỉ là một trở ngại trên con đường thành công. Hãy xem thất bại như một cơ hội học hỏi. Thất bại cung cấp cho chúng ta cơ hội để tự kiểm tra,
nhìn nhận những điều đã diễn ra và rút ra bài học từ đó. Hãy tìm hiểu nguyên nhân và những sai lầm mà ta đã mắc phải và sử dụng những bài học này để cải thiện và phát triển bản thân. Đánh giá lại mục tiêu và phương pháp. Khi gặp thất bại, hãy xem xét lại mục tiêu và phương pháp của bạn. Có thể cần điều chỉnh hoặc thay đổi để đạt được kết quả tốt hơn. Đừng sợ thay đổi và thử những cách tiếp cận mới. Đừng sợ thất bại, hãy nhìn nhận thất bại như một bước tiến trong hành trình thành công. Đừng sợ thất bại và không để nó làm giảm lòng tự tin của bạn. Hãy nhớ rằng, nhiều người thành công đã trải qua nhiều thất bại trước khi đạt được thành công. Tìm kiếm sự hỗ trợ và cổ vũ. Khi đối diện với thất bại, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè hoặc người có kinh nghiệm. Họ có thể cung cấp cho bạn sự khích lệ, định hướng và lời khuyên quý giá để vượt qua khó khăn. Hãy kiên nhẫn và không bỏ cuộc, không bao giờ từ bỏ. Thất bại là một phần của hành trình, và quan trọng nhất là tiếp tục nỗ lực và học hỏi từ những sai lầm. Hãy kiên nhẫn và cố gắng đạt đến mục tiêu của bạn. Nhớ rằng, thất bại không xác định định mệnh của bạn. Quan trọng là cách bạn đối diện với nó và học hỏi từ nó để trưởng thành và phát triển. Trong cuộc sống này, không có công thức chắc chắn để có một cuộc sống đẹp như mơ. Mỗi người có những ý tưởng, mục tiêu và giá trị riêng. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không ngừng tìm kiếm, khám phá và phát triển bản thân. Hãy nhớ rằng cuộc sống không chỉ là về điểm đến cuối cùng, mà là về hành trình và những trải nghiệm trên đường đi. Đôi khi, chúng ta sẽ gặp thất bại, chông gai và thách thức. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không bị đánh bại bởi những trở ngại đó, mà tìm cách học hỏi và trưởng thành từ chúng. Hãy tận hưởng mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống, vun đắp những mối quan hệ và giá trị đích thực. Hãy sống tích cực và tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ bé. Hãy đặt mục tiêu, thử thách bản thân và không ngừng học tập. Cuộc sống là một hành trình không ngừng nghỉ, và chúng ta đang cùng nhau đi qua nó. Hãy tạo ra cuộc sống đáng sống và tràn đầy ý nghĩa. Hãy tin tưởng vào khả năng của chính mình và không bao giờ ngừng mơ ước. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Hãy tiếp tục khám phá, trải nghiệm và xây dựng cuộc sống tươi đẹp như mơ. Chúng tôi hy vọng rằng những ý tưởng đã chia sẻ sẽ mang lại sự truyền cảm hứng và hỗ trợ cho các bạn. Chúc mừng và hãy tận hưởng một cuộc sống đẹp như mơ.